Hello chào anh em nha. Bây giờ bắt đầu muộn đây. Anh sẽ tải qua màu sóng hẹn bên em đây. Sóng hẹn bên em. Đấy. Sóng hẹn đấy. E28 này. Đánh con này là cho anh khách đánh nước ngọt trong nhá. Rất nhẹ điện này. Trôn xuống chống chập vật đầy đủ. Máy rất đẹp luôn. Đập tiện rất bóng nhá. Báo bên luôn, có căn chỉnh vừa làm xong đi để đi test thực tế thôi. Bên em làm xong nó khi nào cũng đi test thực tế đấy nhá. Đi xe bên này giờ con này lại rất chuẩn này. Đấy. Cái tủ bấm mình đi rất thấp này, con này đánh nhân áp nhá. Đánh con này là anh khách này đánh được ngọt sụi, ngọt trắng, ngọt đục này. Đấy. Con này báo rupee luôn. 1 mét nữa, 1,5 nữa, mét nữa đồ lại bắt được rupee bình thường nhá. Trọng ngược cực đầy đủ nhá. Đấy. Kèm ngược cực này. Đấy. Con này là vừa tại sao nó đứng còn tỷ điện nên con nữa nó đứng nóng là kèm ngược cực nó cũng được. Rồi dưới xem mình sẽ tẹt bộ đen qua luôn. Cái điện tử là bấm bên bờ không kêu nhá. Đấy. Mình bấm con kêu này. Nó sẽ chập vào này. Đấy. Đấy, máy có trình mà nhiều nhá. Đây, dây co chưa lắp vào cho anh khác cho này. Trình thấp nhất này. Đấy. Anh tắt trốn đi. Nhỏ nhất đi. Đấy, còn nó bật trồn nhá. Đấy, đẹp này, mẹ không nọng này. Đấy, hơi em ẩm này. Đại trùng chập vợt nhé. Đấy, mạnh ngắt. Ừ. Không ăn nhau nha. Dây đi mình đi đó dây 2.5 này. Nói chung là nó hơi nhỏ nhưng mà mình tiết kiệm được tốt. Còn đây là hàn rồi này. Đánh điện cặp rất chất chắn. Con máy đây. Sọ phẹt E4 E28 này. Đấy. Đấy, vào hộp nữa thôi nhá. Đồ này. Nhấn nạp nhá. Con này đánh nước ngọt trắng, ngọt sủi ấy, nước sủi ấy. Anh em cần đi cứ liên hệ nhá.